Rễ dưa leo xanh tốt này mang lại thu nhập dư giả hơn hẳn so với mấy chục năm trồng lúa của bà Tạo. Vì đây là vùng đất gò, trồng lúa không hiệu quả. Được hướng dẫn chuyển đổi phương thức canh tác, bà Tạo chuyển sang trồng dưa leo theo quy chuẩn kỹ thuật và còn được vay gần 10 triệu đồng không lãi suất để mua giống chất lượng. Trồng lúa với nuôi heo thì 3-4 tháng mới thu hoạch được 1 lần. Còn trồng rẫy thì coi như là mỗi ngày nó có sẽ dư hơn. Dư tiền là mới cưới được con dâu. Cách đó không xa, bầy heo của gia đình bà Phượng tăng theo cấp số nhân từ khi được dự án hỗ trợ tiền mua con giống. Hồi đó nuôi thì mua thì hai con heo con nái để giống. Rồi sau nó đẻ hai bầy, bây giờ là cũng được 23 con heo con nữa. Không những vậy, chuyện nấu nướng mấy chục năm nay chẳng tốn cây củi hay bình ga nào vì có hệ thống bioga từ chất thải chuồng heo. Không có hôi, rồi cái nguồn ga đó mình chuyển qua, bây giờ mình chạy máy dầu luôn. Ở mỗi địa phương, dự án quốc tế chống đói nghèo của Axanet duy trì hỗ trợ trong ít nhất 10 năm với phương châm cho cần câu chứ không cho con cá. Và mỗi phương án làm ăn đều phải gắn liền với khoa học kỹ thuật. Thì ở các tỉnh lân cận thì chúng tôi cũng đã bắt đầu và đang triển khai ở các tỉnh như là Trà Vinh, Kiên Giang, Bạc Liêu. Mỗi ngày gia đình bà Tạo thu hoạch trên dưới 400 kg dưa leo. Bà tính sẽ tiếp tục sang liếp để trồng thêm bầu. Đất nở hoa, nông dân có tiền lâu dài. Mục tiêu đó đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa đến những vùng còn khó khăn khác tại đồng bằng sông Cửu Long.